Xin chào tất cả mọi người. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ nhanh với chúng ta một mẹo là lúc nào thì chúng ta báo trống kết hợp với lót câu hay là dàn câu. Cái việc báo trống kết hợp với câu lót thì nó cái việc làm khá là đơn giản nhưng không phải ai cũng làm suôn sẻ. Trong quá trình mình giải online hay là trả bài, một số anh chị thì thấy là khi người hát hoặc là mình đánh intro vừa hết câu rồi nhưng mà chúng ta cũng quên phiêu rỗng hoặc là chúng ta quên lót câu, cái việc đó là chúng ta làm cho cái người hát sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Do vậy trong video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết và lấy một số ví dụ để cho chúng ta thấy là cái khi nào thì chúng ta báo trống và báo như thế nào cho nó hợp lý, rồi là đồng thời kết hợp giữa câu lót và câu báo luôn. Thì đơn giản thôi, cái video mà nói về câu báo thì mình cũng đã làm 3-4 video rồi nhưng mà hình như là một số bạn không xem hay sao, mà khi chúng ta thực hành trên đàn thì thấy nó hơi lủng củng. Thì bây giờ mình đi vào việc luôn. Ví dụ chúng ta cứ phân ra một cái bài hát, một cái bài như thế này, thì sau mỗi câu chuyện intro ha, sau khi mỗi câu chuyện đổi tiếng hoặc là đổi câu là các bạn phải báo trống. Ví dụ bây giờ mình dạo cái bài về quê thì xong câu đàn tranh tới câu đàn bầu là phải phiêu trống rồi đó. Đây ví dụ. Đó. Ở đây là cái intro này là mình đánh liên tục cho nên là hết intro nó mới báo. Nhưng mà khi đệm vào bài hát á, có những bài là người ta đi lên thay đổi trạng thái liên tục thì chúng ta cũng phải là báo đều. Hết câu là phải báo. Ví dụ, bây giờ bài Con đường xưa em đi đi. Đây ví dụ. Đó, chuyện tình ta đã ghi là phải báo rồi đó các bạn. Tức là đó là hết câu rồi đó. Mình phải báo phiêu bên đây. Nếu như các bạn kết hợp được vừa lót câu vừa báo thì nó quá nhịp nhàng. Nhưng mà nếu các bạn lót câu không được, không kịp lót thì các bạn phải nhớ phiêu trống. Cái việc phiêu trống như này là nó quan trọng. Các bạn không cần phải đánh nhiều. Khi chúng ta để một bài hát, mình nhắc đi nhắc lại với chúng ta là chúng ta không nên phải đệm nhiều, không cần thiết. Các bạn thấy có những người ta vừa đánh đàn gầm micro người ta ca được luôn, không cần đánh hết, người ta dạo intro xong người ta ca từ đầu tới cuối, cứ người ta cứ báo trống. Tại sao người ta vẫn hết bài? Chỉ bên đây chỉ việc nhân hợp âm vẫn cứ hết bài, lâu lâu người ta chen vào đôi câu, lót vào đôi câu thôi. Do vậy khi chúng ta đệm cho ca sĩ hát thì chúng ta cũng không cần phải làm nhiều trên đàn. Bên cái phần hợp âm hòa thanh này nó đã có tiếng guitar bass, tiếng trống, tiếng guitar điện, tiếng piano lót theo rất là nhiều rồi. Đó, khi chúng ta mở như vậy là đã có nhiều rồi. Do vậy cái việc còn lại quan trọng đối với chúng ta đó là báo trống ở phiêu trống ở khi nào, ở cái thời điểm nào để cho người hát dễ căn nhịp, dễ vào. Ta đã ghi. Rồi hết cái phần A2 để bước vào điệp khúc thì cũng vậy, rồi báo chuyện thôi. Thôi còn ai cố chi. Đó. Các bạn phải lưu ý cho mình là báo để quay lại cái âm A2 là nó khác với báo để quay chuyển qua đoạn B. Tức là chuyển tới cao trào đó. Cao trào thì các bạn phải dồn mạnh hơn. Còn khi mà phiêu để quay lại cái đoạn A2 á, giống như là A1 á, thì các bạn không cần phải phiêu cao trào. Phiêu và báo là một ha. Đó. Thì các bạn không cần phải báo cao trào.
các bạn cứ báo bình thường nhẹ nhàng. Nhớ là lưu ý là kết hợp feel và câu lót là đảm bảo người ta thấy chịu liền, mình đánh có dở một chút cũng không sao hết. Rồi ví dụ báo rồi báo rồi lưu ý như chúng ta như thế này, chúng ta khi mà cái thao tác tay mình còn chậm á, thì ban lúc mà người ta đang hát á, mình đệm sao thì đệm, nhưng mà về cuối câu thì chúng ta đừng có đánh nữa, mà chúng ta lo tập trung vào nhiệm vụ của mình là phiêu trống. Mình đừng có đánh nữa, mình lo tập trung phiêu phiêu cho đúng. Hoặc là các bạn muốn dành thì các bạn cũng phải tư thế chuẩn bị sẵn cho mình, xác định nếu ai mà còn yếu cái phần này thì bây giờ chúng ta tập luôn, tập những cái bài mà ngày mai mình chuẩn bị đi show, hay là ngày mai mình chuẩn bị cho phục vụ cho cái tiệc ăn nhậu chơi, mà người nọ người kia hát bài nào mà quen thuộc đó thì mình tập luôn, tập từng câu luôn. Ở cái bài này, ví dụ bài Con đường xưa em đi, thì sau câu thứ nhất là phiêu như thế này, tập luôn. Sau câu thứ hai phiêu cao trào hơn, tập luôn. Câu dẫn tập luôn, được chưa? Là tự nhiên mình sẽ trở thành một cái kỹ năng, cái thói quen để chúng ta xử lý đàn. Cái việc mình nhắc đi nhắc lại thường xuyên xử lý đàn nó quan trọng, nó chiếm vai trò rất là quan trọng. Tất nhiên là kỹ năng chơi đàn là một phần rồi, còn cái việc xử lý, các bạn hiểu xử lý đúng không? Xử lý ở đây không có nghĩa là anh đánh đàn giỏi là anh xử lý giỏi đâu. Xử lý là thao tác nhanh đó, giống như một đứa trẻ mà chơi điện thoại hay là máy tính đó, tức là nó thao tác nhanh ha. Chơi nhiều là nó quen. Rồi hay là một cái bài khác, mình ví dụ cho một cái bài khác. Báo đó. Như vậy là trong cái một cái câu intro là các bạn thấy mình báo 3 lần, thậm chí là 4 lần. Ít nhất là phải 3 lần. Còn không nữa thì chúng ta phải được 2 lần. Khi chuyển tiết tấu, chuyển câu, chuyển hướng là phải feel. Rồi hết câu là phải feel để người ta mới biết đường vào, người ta căn nhịp người ta vào. Còn khi các bạn feel thì thông thường các bạn phải feel đầu nhịp nhá. Một số bạn hỏi là cách feel đầu nhịp như thế nào, đầu tăng như thế nào. Nếu các bạn cứ căn, đây là cái điệu rumba, thì cái bụp đầu tiên là cái đầu tăng. Khi mà đang chạy giữa bài thì các bạn không nghe được, thì các bạn cứ tính ra bắt đầu từ cái bụp đó. Bụp là cái một rồi đó, thì mỗi nhịp nó cứ bao gồm 4 phách, cứ 1 2 3 4. Thì cái phách thứ nhất đó, các bạn vừa rơi vào phách thứ nhất xong các bạn ấn feel là đúng nhịp. Nếu các bạn tính không được á, thì trên đàn chúng ta có chỉ nhịp đó. Các bạn thoát exit ra hết. Các bạn thấy trên màn hình không? Đấy, nó chạy nào. 3 4 1 2 3 4 1 2. Các bạn cứ nhìn vào đó. Khi nào rơi vào cái đầu tăng xong, các bạn feel là chính xác. Đây. Đó. Còn nếu như các bạn chờ tới 3, 4 feel là nó được ít. 2, 3, 4. Đó. Là nó không đủ. Không đủ nhịp, không đủ ô.
Ví dụ như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc thao tác nó cũng là chiếm vai trò rất là quan trọng. Đặc biệt là các bạn phải luôn tập cho mình những cái câu lót, câu lèo, câu dằn kết hợp với báo như thế này. Những video mà hướng dẫn báo trống nè, rồi là dùng câu lót, câu dằn mình cũng có để dưới phần mô tả. Nếu ai chưa xem thì chúng ta xem, vui lòng xem lại để biết cách sử dụng thao tác trên đàn. Và phần chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.